Chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới an lành và hạnh phúc. Bếp chay kỳ duyên của mình ngày hôm nay sẽ là một món khô chay nướng trong bữa ăn đơn giản hàng ngày của gia đình. Nguyên liệu của mình ngày hôm nay là sườn non. Mình sẽ ngâm cho nó mềm. Mình ngâm cho nó mềm xong rồi mình gắt lấy nước cho khô như thế này nha. Đây là miếng sườn. Rồi thì bây giờ mình sẽ chẻ nó làm đôi. Chúng ta sẽ chẻ nó làm đôi ra nha. Cái miếng sườn thì nó lớn hơn, mình chẻ nó làm đôi kiểu chẻ dài. Rồi bây giờ mình sẽ chẻ nửa ra nữa. Khi chẻ ra xong như thế này rồi, chúng ta sẽ ướp tỏi, tiêu, hạt nêm. Ngày hôm nay là mình không có nướng ở trên lửa than, mà chúng ta sẽ nướng bằng cách áp chảo nha mọi người. Bởi vì cách áp chảo thì nó hơi lâu một chút, nó mất thời gian, nhưng mà bảo đảm thì cái khô chay của mình nó sẽ rất là ngon, nó đủ cái độ chín thơm. Mà mình chỉ nướng trên lửa nhỏ, trong lửa áp chảo thôi, không cần phải to. Rồi xong mình sẽ ướp nha. Rồi đây là hạt nêm nấm hương. Chúng ta sẽ ướp một ít hạt nêm nấm hương, khoảng một muỗng thôi, muỗng ăn canh, muỗng cà phê chứ, chứ một ít bột ngọt, rất ít, nên nó làm dịu cái độ mặn lại thôi. Rồi ở đây là mình có tỏi, tiêu, gia vị để ướp sườn nướng thì khô nướng thì nó đơn giản, chỉ là hạt nêm và bột ngọt, tiêu, tỏi. Mình sẽ nướng ở trên áp chảo nha mọi người. Rồi đây là chảo chống dính, chúng ta sẽ nướng trên chảo chống dính. Mình bật lửa nhỏ thôi, mình để liu riu. Có thể mình sẽ mất khoảng 10 phút hoặc 20 phút, 15 phút trở lại cũng được. Thì sườn của chúng ta nó đủ đảm bảo cái độ chín rất là ngon, vàng mà ngon. Mình để lửa nhỏ nha mọi người. Chảo của mình đã tới rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra nha. Khô nướng. Khi nướng nó còn nóng như thế này á, mình đập nó ra dập dập như vậy nè, miếng khô nó sẽ xốp nha mọi người. Thì nó khi nó xốp thì mình thưởng thức rất là ngon. Thì người ta lấy bằng cái chày tiêu, mình không có chày tiêu, mình đập bằng cái dao cũng được. Miễn nó nhũn ra thì nó xốp rồi. Tết. Nó cũng là miếng, nó cũng sẽ thành miếng khô. Miếng khô rất là ngon đúng không mọi người? Đây là khô chay. Mình đổi món ăn chay cho gia đình của mình hàng ngày nha. Mỗi ngày mình sẽ làm món khác nhau để ăn cho đỡ ngán. Tất cả cũng chỉ là đậu hũ thôi.
mình xiên thay đổi một chút thì thay khẩu vị nó sẽ khác đi. Rồi xong. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Một món khô chay. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. Cứu độ chúng sanh A Di Đà Phật, dịch bệnh qua đi, nghiệp chướng tiêu trừ A Di Đà Phật.